bà Nguyễn Thị Kim Phượng, ngụ phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, gửi thư đến chương trình hộp thư truyền hình trình bày về việc một hộ dân lấn chiếm đường đi của gia đình và đường đi chung của các hộ dân trong khu vực. Trong đơn thư và gặp gỡ phóng viên, bà Nguyễn Thị Kim Phượng trình bày, bà lấy chồng và về sinh sống tại khu vực khu phố 4, phường Phước Hưng từ nhiều năm nay. Ba mẹ chồng của bà cho chồng bà một thửa đất giáp ranh đất của ba mẹ chồng để cất nhà, đồng thời có chừa ra một phần đất chiều ngang hơn 3 mét, dài khoảng 100 mét làm đường ra lối đi chung của bà con trong khu vực. Tháng 5 năm 2021, gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh có đất giáp ranh khu vực nhà vợ chồng bà Phượng, tiến hành san lấp mặt bằng để xây dựng nhà ở. Tuy nhiên thửa đất của bà Ánh không có đường đi vào, nên bà Ánh đã đề nghị hoán đổi đất với gia đình chị Phượng. Theo cam kết hoán đổi đất, gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh sẽ bỏ ra thêm hai phần đất của hai thửa đất số 117 và 118 từ bản đồ số 26 để cho gia đình ba mẹ bà Phượng và gia đình bà Phượng đi nhờ. Nhưng pháp lý và quyền sử dụng vẫn thuộc về vợ chồng bà Ánh. Ranh giới của việc hoán đổi đất này được thể hiện bằng hàng rào nhà bà Ánh. Sau khi cam kết hoán đổi đất, bà Phượng bỏ ra 30 triệu đồng để làm con đường bê tông. Tuy nhiên sau đó, ngày 2 tháng 5 năm 2022, bà Ánh cho ngừa nhà, đập phá khoảng 1 mét, dài khoảng 25 mét đường bê tông mà bà Phượng đã xây dựng và xây dựng bồn trồng hoa. Bà Phượng không đồng tình việc làm của bà Ánh. Bà Phượng cũng cho biết thêm là bà Ánh nhiều lần có lời lẽ đe dọa, chửi bới bà. Bà Ánh còn dùng lưới B40 rào lại lối đi chung của các hộ dân. Yêu cầu cái doanh nghiệp Ngọc Ánh này á, về đây á, là dọn dẹp phá lại, làm lại hẳn cái đường đi cho tôi. Buổi ban đầu về đường đi của nhà tôi sao thì giờ trả lại cho đường đi cho hàng xóm chúng tôi như vậy. Về vụ việc phản ánh, Ủy ban nhân dân phường Phước Hưng cho biết ngày 26 tháng 10 năm 2022, Ủy ban nhân dân phường cùng đại diện phòng quản lý đô thị, phòng tài nguyên môi trường, phòng kinh tế thành phố Bà Rịa đã có buổi làm việc với bà Nguyễn Thị Kim Phượng. Tại buổi làm việc, bà Phượng trình bày lại các nội dung kiến nghị của mình, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng can thiệp giải quyết. Đại diện Ủy ban nhân dân phường Phước Hưng cho biết về hành vi xây dựng đổ đất san lấp mặt bằng ở diện tích khoảng 300 m2 trên thửa đất số 117 từ bản đồ số 26. Ủy ban nhân dân phường đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Ánh và yêu cầu khắc phục hậu quả, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Bà Ánh cũng đã tiến hành tháo dỡ phần hàng rào lưới B40. Còn về việc bà Ánh xây dựng bồn trồng hoa, công chức địa chính phường Phước Hưng cho biết, phần diện tích đất trên thuộc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình bà Ánh. Vì vậy, đối với yêu cầu của bà Phượng, địa phương không thể thực hiện bằng biện pháp hành chính. Còn về việc bị đe dọa, chửi bới, nếu có đủ cơ sở thì bà Phượng liên hệ với cơ quan công an để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.